đi như chiếc xe nó gần tiếng đờn nó tắt là ngày ngày mở cửa mã nó luôn á. Mà chú quay qua chú thấy chiếc xe nó nhúc nhích này mà càng nó kêu, chú mới nói thôi mẹ con với vợ con của con á, ra ngoài mã rồi để thắp nhang con quậy á, thôi con đừng có hù ba nữa, hù ba sợ ba bỏ ba đi á, không ai lo cho hai đứa con của con, nó tắt luôn. Sáng nó dắt qua nói cho con gửi hai đứa con đi công chuyện đó. Không thấy giờ mới điện hỏi nó, nó nói nó đi làm. Dạ. Nó đi làm xong rồi sao mất liên lạc luôn. Cả tháng chờ không thấy liên lạc được. Dạ. Giờ chị có nói khi nào chị ấy về thăm con không? Nó sẽ thu xếp mới về nó thăm. Dạ. Mà không biết chuyện nào. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Mọi người có thấy đây là một cái kênh mương rất quen thuộc không? Ở khu vực này là nhà của anh Danh, cái nhân vật mà Quốc Chiến đã quay cách đây cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay đi làm ở gần đây, Quốc Chiến cũng nhân dịp mình sẽ ghé thăm gia đình xem như thế nào. Đây là một ít sữa và quần áo thì mình có mọi người ủng hộ thì cũng gửi cho Quốc Chiến rất là nhiều và nói là gửi cho bé thì ở đây là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Chào cô. Ở cuộc sống đợt này có gì thay đổi không? Không à, bạn ở căn nhà quen thuộc. Ủy ban cho ở nữa hả? À, rồi giờ tính sao? Tính mướn nhà ở gần đây nè con. Ừ, dạ. Đây bạn, đây là cái căn nhà của mấy bà cháu ở. Đây là một cái mảnh đất trống để mà dựng tạm cái lều này ở này mọi người. Có cái gì là cứ chất chất lên ngay gốc tre. Kêu gọi á. Nó kêu à. Rồi bàn thờ anh Văn để đâu? Gửi bên bà ngoại nhỏ. Dạ chứ ở đây là chật quá ha, không có để được ha. Nếu mà nó cho ở thì mình còn ở tạm tạm được, giờ nó không cho mình ở. Dạ. Rồi buộc lòng phải mướn nhà, giờ nó không cho che. Cái đợt trước mà con ghé là vẫn để bàn thờ đây mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Làm 49 ngày là ở dưới ủy ban nó vô nó kêu cô dễ. Dạ. Đây là cái chỗ này là cái công trình mà xây dựng không có phép ha. Đây là người ta yêu cầu dỡ. Đúng rồi. Nhưng mà người ta cũng không có hỏi hoàn cảnh như thế nào ha. Không con. Dạ. Ở dưới ban nói là ở kinh rạch, giờ không cho mình ở, kêu mình đi mướn nhà trọ. Gần kinh rạch ha. Là người ta có quy hoạch gì hay không mà? Không biết có quy hoạch không nữa mà giờ không cho mình ở nữa. Dạ. Rồi cái người mà mình thuê người ta nói sao? Đức nói ủa tại sao kỳ vậy, đất của tôi cho anh chị mướn mà tại sao dưới ủy ban không cho ở đó. Mà lúc đó là chủ đất nó ở ngoài Hà Nội á, mà mấy tháng nay nó không mua qua lấy tiền. Dạ, người ta cũng thương cái hoàn cảnh của mình phải không? Nhưng mà ủy ban qua nói với mình lâu chưa? Lâu rồi con, lúc mà danh 49 ngày á. Dạ. Đó. Rồi đó. Cái cô chú hẹn là để qua 100 ngày, cô chú mới kiếm chỗ cô chú dọn đi. Ừ. Mới hôm qua tổ trưởng đây nè, cái này cho con nè. Đây sữa tươi với lại quần áo. Quần áo thì khá là lớn thì chưa mặc được, nhưng mà để khi các bé lớn là vừa ha. Trong này thì cũng chuyến có mang theo một ít sữa Similac, sữa bột nha. Đây để cho em bé uống. Đây làm gần đây này cũng chuyến con mang cho em bé. Mấy bữa giờ cô bán buôn sao? Cô mới bán lại mấy ngày à. Dạ. Ở đây mình bán gì cô? Đủ thứ món á, hủ tiếu, bún riêu, phở, dạ, chả giò, bánh ướt. Một ngày một món vậy á? Một ngày một món. Đây các bạn, đây là cái gia đình nhỏ của anh Danh. Thì anh mất vào trước Tết hay không cô hả? Trước Tết thì bây giờ là hai cháu nhỏ là con của anh Danh là ông bà nuôi. Ủa rồi còn mẹ của cháu đâu? Bây
nay là chú mới đi chợ cháu đi chơi vậy ha, chuẩn bị đi đâu á, thì thấy cú Chiến qua chạy về. Đây là bé lớn. Bé lớn. Bé lớn ha. Nhớ chú không? Nhớ chú không? Không nhớ hả? Bé hay biết nói chưa con? Biết nói rồi, nó biết nói rồi. Con tên gì? Con tên gì? Nói đi con. Nói đi. Con tên gì? Nói đi. Con chơi đi, nói đi. Không, cái gì không? Nè chú cho con sữa uống nè. Sữa kìa, nói đi con tên Cherry, nói đi con. Bé tên gì con? Chắc bé còn ngại. Cherry, nó tên Cherry. À bé Cherry là tên nhà. Nó tên nhà, tên trong nó là Mẫn Nghi. Mẫn Nghi, tên đẹp vậy, còn bé này? Đông Nghi. Đông Nghi. Đông Nghi nhà tên gì? Kiwi. Kiwi với Cherry ha. Cái là tên ai đặt? Bà cố. Đây bạn hai bé còn rất là nhỏ. Sữa, cái này Bé này là được bé Đông Nghi là được bao nhiêu tuổi rồi? Gần 3 tuổi. Còn Mẫn Nghi? Mẫn Nghi là 14 tháng. Cái này sữa 14 tháng là còn uống sữa phải không? Còn uống sữa. Uống sữa cho nhanh lớn. Bây giờ mà nếu mà không có tiền mua sữa thì sao? Ăn cơm hả? Cho sữa. Dạ vậy cũng mừng ha. Thấy hai bé là bé nào cũng mập mạp trắng trẻo dễ thương. Anh nội. Con. Bánh con. Mì sữa mà. Sữa. Bánh đâu con? Bánh. Bánh nè. Bánh em cầm. Bánh nè. Quay cho chú con. Còn bán trong á. Con lấy bán ăn đi. Cái hồi anh Văn đi tới giờ mấy cháu có nhắc tới ba nhiều không? Có nhỏ lớn nè, nhỏ lớn hay hỏi ba nữa. Dạ. Rồi lúc đó mình nói hay sao? Dạ, ba đi làm. Nói là ba ngủ. Ba ngủ ha. Ba ngủ ở đâu đó, nó ngủ bên nhà ngoại á. Cái di ảnh ha. Di ảnh á, đó. Lúc trước thì để đây, nó nói ba ngủ ở đây. Rồi dạ. Để ở bên bển, cái nó nói ba ngủ bên ngoài. Bé đâu hơn nè. Nói chuyện cũng lanh quá ha. Lanh, nói chuyện lanh. Rất là dễ thương. Hai bé, bé nào cũng mập mạp dễ thương. Dạ. Có khi nào mà nhớ ba hay nhớ mẹ mà khóc không? Nhưng mà nhắc á. Dạ. Nhắc á thì nó không biết. Dạ. Cho con nó không biết ba nó. Cho con nhắc ra. Ba thì nó được chứ. Nó khóc. Dạ. Nhắc mẹ thì nó khóc. Dạ. Còn mà nhắc ba thì nó nói ba nó ngủ rồi. Rồi nhưng mà mẹ của hai bé là đi lâu chưa? Đi hồi trong Tết. Trong Tết hả? Trong Tết. Vậy là lúc đó là anh cũng mới mất được mới mất được 4 thất. 4 thất là? 4 thất là đi, nó nói đi làm kiếm tiền nuôi con. Dạ. Từ đó giờ là có liên lạc về nhà không? Thì lúc trong Tết liên lạc được. Rồi qua Tết thì liên lạc không được. Rồi tới chừng mà nó điện về á, hỏi nó tại sao liên lạc không được, nó là điện thoại nó hư. Dạ. Đó, điện thoại lúc bữa 15 tay là qua 16 tay, cúng 100 ngày con của cô. Điện về hỏi thăm con nó, rồi nó hỏi ngày mai tay cúng 100 ngày. Vậy là bữa giờ liên lạc được rồi ha. Nó liên lạc là bữa 15 tay á. Dạ, rồi cũng mừng các bạn. Dạ. Tại vì trong gia đình thì khi mà anh Văn anh đi bệnh thì gần như là không có thu nhập gì, lúc đó là tập trung chữa bệnh cho anh, nên là sau khi mà anh mất thì gia đình cũng hết sức là kiệt quệ. Thì lúc đó là vợ của anh Văn thì mới bắt đầu đi làm, thì đi làm xa để kiếm tiền, nhưng mà một lúc thì gia đình cũng mất liên lạc ha. Rồi bây giờ mấy bữa giờ chị có nói khi nào chị ấy về thăm con không? Nó sẽ thu xếp mới về nó thăm. Dạ. Mà không biết chuyện nào. Cái lúc mà cháu nhắc tới cha tới mẹ đó rồi mình phải làm như thế nào ta? Thôi buồn. Dạ.
chị có nói là chị đi làm ở đâu không? Ở Đắk Lắk. Đi làm ở Đắk Lắk lận ha. Mà không hiểu là tại sao Sài Gòn nhiều việc mà không có ở đây làm mà đi xa dữ vậy ta? Nhưng mà bữa gọi điện về thì có nói chuyện nhiều với cô chú không? Chỉ nói để thu xếp là nó dài thôi. Dạ. Chứ không có nói chuyện nhiều. Dạ. Để có nói chuyện với các con không? Đúng rồi, mấy đứa nhỏ ngủ quá rồi. Dạ. Mà gọi về cũng cái yên tâm ha, biết là vẫn còn an toàn, cũng đi làm để mà lo cho con thì cũng mừng ha. Nhưng mà khi mà chị ấy đi rồi chị không có nói gì ha, lặng lẽ đi vậy thôi. Có sáng nó dắt quà nói cho con gửi hai đứa con, con đi công chuyện đó, sao không thấy giờ mới điện hỏi nó, nó nói nó đi làm. Dạ. Yeah. Đi làm xong rồi sao mất liên lạc luôn. Tháng chờ không thấy liên lạc được. Dạ. Như lấy chồng năm 21 tuổi, lúc là cũng còn khá là trẻ. Đó là khi mà anh Giang mất thì chắc là cũng rất là một cái cú sốc lớn. Còn hy vọng rằng là chị Như khi mà xem được những cái hình ảnh về con cái như vậy cũng có thể là quay về Sài Gòn kiếm cái công việc nào gần hơn ha, để mà có thể là phụ giúp cho ông bà nuôi các con, gần gũi các con hơn. Cái đợt trước mà khi mà anh Danh mới mất á các bạn, có một cái hiện tượng lạ, đó là cái xe đẩy của mấy đứa nhỏ là nó tự đẩy ha. Nhưng mà sau đó thì còn xuất hiện cái hiện tượng nào khác nữa không, hay là nó hết luôn? Hết luôn ha. Vậy là chắc là anh cũng yên tâm mà ha. Bây giờ là anh Danh là đang được chôn cất ở ngoài Bình Thuận lận. Mình có thường xuyên về để mà thắp nhang chẳng được không? Dạ. Dạ. Yeah. Cô chú thích đi mà nghe Covid á, sợ đi ra quải á, cô chú tôi chưa có đi. Thì mẹ vợ nó ra thắp nhang. Dạ. Đó là Như ra thắp nhang dần dần ha. Mẹ vợ. À, giờ cô cất mấy này cho cháu đi, không là nó hư hết nha, cất để cho mấy đứa nhỏ nó dùng từ từ ha. Dạ. Yeah. Mấy quần áo thì có thể là nó còn rộng quá chưa mặc được. À, đây các bạn, đây là cái căn nhà. Bây là bốn người ở. Ê, tối rồi cô chú ngủ đây rồi mấy cháu cũng ngủ đây luôn hả? Đâu có, mấy cháu gửi ở bên ngoại. Vậy ha. Rồi hồi kỳ ngoại nó về làm giấy tờ cho hai tụi nhỏ được rồi. Dạ. Rồi nó ngủ bên cô chú. Dạ, làm giấy khai sinh. Giấy khai sinh nhập bên hộ khẩu bên ngoại nữa. Dạ. Tại lúc anh Trang bị bệnh là vẫn chưa làm hộ khẩu, chưa làm khai sinh. Tụi nó không có giấy kết hôn á. Dạ. Thì không có làm khai sinh được đó. Anh thử nhập hộ khẩu bên ngoại. Dạ. Là ban ngày là qua bên nội chơi vậy á, còn tối là về ngủ. Về ngủ với ngoại. Dạ. Chứ còn cái chỗ này ngủ mà ví dụ mưa gió gì cũng không có được ha. Là nó dột. Dột qua mưa. Bữa nào mưa nó dột hết trơn. Dạ. Như chú cũng tính có ông bạn sao nè, cũng có cái nhà bỏ trống bệnh á, nhưng mà mấy to thì nó mục rồi. Ông nói ông hứa ông để ông lợp to lợ rồi về làm bên đó ở. Ừ, ông cho thuê ha. À, cho thuê. Chứ còn cái chỗ này thực sự mà để mà ở thì nói cũng chung không có ở được. Mùa mưa nó cũng bắt đầu về rồi. À, những cái này nó chỉ che nắng được thôi các bạn. Đây này, cái căn phòng này. Để chú dẫn vô coi cái phòng này đó thôi, mọi người coi lại cái phòng mà của cô chú ở. Nói xong mà ở Sài Gòn mình chưa thấy cái căn nhà nào mà nó tiện nghi vậy luôn á. Tại là có cái ánh sáng mặt trời chiếu vô, gió thổi lồng lộng. Đó mọi người coi, tất cả là nó đều che đậy rất là thô sơ thôi. Thì mấy cháu nhỏ là cũng không có ở đây được mà ở nhờ bên ngoài. Thì ban ngày thì nó qua chơi với lại cô chú. Xế cặp lặn học rồi cô giáo thấy vậy thôi, mở cửa cho nó vô. Ý là con xế cặp lại xong rồi cô giáo thấy thương quá ha, cho học luôn hả? Giờ là đang học bên đó ha? Hay... là ở đó chơi thôi chứ đâu chưa học được gì á. Dạ, còn nhỏ mà ha. Nhỏ quá, chưa được 3 tuổi mà. Con. Ê, sữa à? Mâm nè. Cầm sữa đi. Mâm. À, chú ơi.
ham chơi rồi. Bà nội cho bú nè. Cho cho chơi mâm nè. Bú cho bú rồi bà nội cho chơi bú rồi. Nè nè cho con này nè. Nè nè nè. Bú rồi bà nội cho chơi nè. Nè bú đi con bú đi. Đó phải dỗ ngọt vậy mới chịu ha. Cho nó cầm gì rồi nó mới chịu bú. Nhưng mà cô chú lớn tuổi là cũng cực ha. Hai lần làm cha mẹ. Một lần là nuôi con, một lần là nuôi cháu. Thấy người khác là có con có cháu xum vầy rồi đỡ đần cho mình rồi mình phải vất vả mưu sinh nuôi cháu vậy, có thấy tủi thân không? Những cái lúc mà buồn vậy thì mình suy nghĩ như sao? Nhớ cha nữa thôi. Con mình dán số mình nhớ số phận như vậy rồi mấy chị giờ mình lo mình nuôi cháu. Nói chung là có mấy cháu thì cực nhưng mà thấy cũng đỡ buồn ha. Giờ mà thiệt là không có hai đứa nhỏ chắc buồn dữ lắm. Lười uống sữa phải không? Mẹ nheo rồi. Đang bệnh á. Mới uống thuốc rồi, mới uống thuốc. Bệnh. Không ngại, ho quá trời. Được cái là không có cha mẹ mà thấy đứa nào cũng mập mạp trắng trẻo ha. Thấy hai đứa cực quá, nuôi hai đứa cực quá. Ở cái tuổi này là các cháu là cần cha mẹ ở bên cạnh nhất. Mà giờ ba mẹ không có là ông bà phải thay thế cái vị trí á. Dạ, chỉ mong cho mẹ về để cho nó gần gũi với mẹ. Dạ. Nhưng mà cái hồi mà ở mẹ quen rồi, lúc mà mẹ mới đi từ nhỏ nó có khóc dữ không con? Không con. Dạ. Yeah. Không, nó cũng quen rồi, tự vì lúc ba mẹ nó còn sống á thì cô cũng giữ tụi nhỏ, nhiều khi ba mẹ nó đi phụ đi làm á, ba mẹ làm rồi mẹ thì phụ làm bên ngoại đó đó. Dạ. Giờ khi á cô cũng giữ, cũng quen rồi. Cô thấy chắc không có quen hơi rồi. Cũng dễ. Dạ, thế cũng chịu ông bà ha. Cũng dễ. Sở giáp vô, sở giáp. Sở giáp. Giỏi quá. Sở giáp vô nào. Đông Nhi mà giỏi quá, sở vô con, sở vô. Sở chân vô. Sở vô, đúng rồi. Đông Nhi giỏi quá. Chừng bên kia nữa, bên kia nữa. Rồi, giỏi quá chưa bên đây. Nhỏ vô. Nhỏ vô. Ừ, nhỏ vô. Trời, giỏi. Hồi mẹ đi là nó chưa biết đi. Dạ. Yeah. Giờ là biết đi chạy luôn. Hồi biết mẹ đi là mới bò ha. Mới bò. Mới đứng chừng thôi. Chơi tép hả? Đòi đi cầu vượt hả? Đi cầu vượt không? Đi cầu vượt không? Rồi chơi với tép đánh nè. Chế rồi, để cho em một miếng đi rồi. Rồi, nè. Rồi. Nè. Dàn nhau dữ vậy ha. À, đây các bạn, đây là căn nhà của cả gia đình đang sinh sống nè. Buổi chiều là ông bà lại dắt các cháu ra ngoài sân chơi vậy ha. Được cái buổi chiều đây là cũng vui ha, mọi người ngồi tụ tập vui ha, cũng đỡ buồn. Dữ vậy, sao dữ vậy? Cái xe là cái xe mà hồi nó tự chạy ha. Nó tự vậy á. À. Giờ lên kêu nó bấm nè, nó kêu rồi. Nó bấm rồi. Bấm rồi. Bấm. Bấm rồi. Đó, lúc nó vậy đó con. À là hồi đó cái xe là không có ai để sao vậy? Cái này mỗi lần mình bấm vậy nó kêu. Nhưng mà vào cái đêm mà anh ấy mất á là cái xe nó tự kêu mà không có ai làm không gì không hết. Ai làm. À. Với lại xe đó. Lúc đó chắc cũng hết hồn ha. Mất hồn.
xe nó đẩy á, nó đẩy xe vậy nè. Dạ, yeah. Cái xe nó tự đẩy luôn. Tự đẩy luôn đó, yeah. Bởi vì chú mới sợ. Dạ. Yeah. Chú sợ chú nói lại bàn thờ chú nói á. Dạ. Mẹ với vợ con đi về quê vậy, mở cửa mã con rồi. Giờ còn mình ba ở nhà. Đó. Rồi sau đó là đâu có xuất hiện hiện tượng mẹ đâu đúng không? Con cũng nghe. Ba. Dạ. Đây các bạn, hôm nay Út Chiến cũng dành cái thời gian để mà qua ghé thăm các cháu, mang cho các cháu một ít sữa cũng như là để cập nhật tình hình cho mọi người biết ha. Thì cô chú cũng cố gắng giữ sức khỏe nha, để lo cho các cháu nha. Lần sau mà đi làm gần đây con lại mang thêm sữa với quần áo cho các cháu nhỏ nha. Dạ. Bye bye.